タインちゃん食べてみる？それは嫌いです。嫌いです。嫌いです。はい。Sao em sử dụng cái từ kirai? Cái từ kirai này nó mang nghĩa tiêu cực lắm. Em có thể thay từ kirai này bằng vô số cách nói như sau. Lấy giấy bút ra ghi chép nhá. Hay, đầu tiên chúng ta có thể sử dụng chotto hoặc là amari. Kochira no kaban wa ikaga desu ka? Sore wa iro ga amari. Sore wa iro ga chotto. À, mình nói kiểu thả lỏng thế đúng không? Buông okay. lỏng là amari chấm với chấm hoặc là chotto chấm với chấm như vậy được rồi okay. đúng không anh? Thứ hai chúng ta có thể sử dụng suki janai hoặc là suki dewa nai. Sabishii nara inu o katte mitara dou desu ka? Yeah, inu wa amari suki janai desu. Cái này thì quá phổ biến rồi đúng không anh? Đúng rồi. Số 3, dùng thẻ nai của động từ. Zon-san mo omiyage no kukki dou zo. Gomenasai. Ima amai mono tabenai you ni shite ru desu. Chúng ta dùng là amai mono tabenai you ni. Chúng ta động từ tabenai nhớ chưa? Mình sử dụng thể nai của nó đúng không anh? Số 4, chúng ta có thể sử dụng thể nai của động từ khả năng. Douzo douzo nonde kudasai. Sumimasen, osake nomenai desu. Dùng thể nai của động từ thể khả năng đúng không? Nomenai desu. Taberarenai desu. Thứ năm là chúng ta có thể sử dụng một từ rất là hay, đó là từ nigate. Ví dụ nhá. Watashi wa hito ga oi tokoro ga nigate de. Tức là tôi rất là ngại những chỗ đông người. Hoặc là watashi wa hito mae de utao no ga nigate nan desu. Tức là tôi rất là ngại hát trước mặt mọi người. Cuối cùng là đưa ra trực tiếp lý do sử dụng kara hoặc là no de. Konban, nomi ni iku? Sumimasen, 妻に怒られますので. Đấy, rất là thú vị phải không bạn? Nhớ đem ra sử dụng nhá.